Rồi, Ngọc Lân thân mến, chào cả nhà nha. Thì hổm rày mình cũng bận công việc quá cả nhà ơi. Thì mình cũng không quay được clip nào, thì chiều hôm nay mình cũng tranh thủ mình về mình quay clip chia sẻ cho cả nhà mình được biết. Thì mình cũng mua được cái dòng thuốc mà chuyên về mà bị chỉ ghẻ nha, trên ổi hoặc là những cái cây có múi nha cả nhà. Thì đây là cái dòng này, dòng là hữu cơ nha cả nhà, vừa dạng là phân vi lượng nè của công ty Kim Ngưu Điền. Thì ở đây thì có để là ghẻ trái nha, nhện đỏ với là xì mủ trên những cái cây mà có múi nha cả nhà. Thì mình cũng xịt cũng mấy lần rồi, thì mình thấy cũng hiệu quả, thì mình cũng chia sẻ đến cả nhà mình cùng xem. Thì mình dùng thuốc thì mình cũng đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nha cả nhà. Thì mình đã xài thì cũng thấy hữu ích, thì mình cũng chia sẻ tới cả nhà mình cùng xem. Thì video mình cũng ngắn gọn vậy thôi nha cả nhà. Thì mong cả nhà ai mà chưa xem được, thì nếu mà xem thì có thể mua dòng thuốc này xài thử. Thì mình đã xài qua rồi thì mình thấy chất lượng cũng là ok lắm nha cả nhà. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video tiếp theo nha.